cùng chào đón các bạn trở lại với Cười Là Thua ở mùa thứ hai. Như các bạn đã biết thì cuối ngày là khoảng thời gian chúng ta dành cho người thân hay cho những sở thích cá nhân. Nếu ngồi trước màn hình chúng ta lựa chọn Cười Là Thua thì đó là vinh hạnh cho tất cả ekip và cho những người tham gia chương trình ở trường quay ngày hôm nay. Và không đợi lâu hơn nữa, Khoa xin phép được giới thiệu hai đội chơi, những nhân vật chính. Đầu tiên cùng đến với đội Phi Phụng và Thủy Mươi. Vâng, và đối thủ của đội này là ai? Chúng ta cùng đến với đội chị Phương Dung và Thanh Tùng. Một cách xuất hiện rất ấn tượng. Cho phép em hỏi thăm, đội mình có cái tướng đi lạ quá. Vậy đội mình có định đặt một cái tên gì thật kêu không? Coi như là Thanh Tùng với Phương Dung là quyết định đặt cái tên của đội mình là đội Gà Cồ. Cái tên này nghe có vẻ chiến rồi nha, có vẻ rất gây sự. Vậy thì đối ngược với Gà Cồ, đội mình quyết định đặt tên là gì? Đội chị định là một cái tên đặt kêu lên rất là nữ tính, mềm mại, dễ thương. Đúng đi. Nhí nhà, nhí nhảnh. Trời ơi, nhí nhà, nhí nhảnh và đội Gà Cồ. Một tràng vỗ tay thật lớn các bạn ơi. Và không chỉ có vậy, ngày hôm nay chúng ta còn có hai vị khách mời rất đặc biệt của hai đội chơi. Mỗi người sẽ cổ vũ cho một đội. Và để cổ vũ cho đội nhí nhà nhí nhảnh, Khoa xin được giới thiệu anh diễn viên Hữu Bình. Yeah! Ngược lại phía bên đội của Gà Cồ là anh ca sĩ Đỗ Phú Quý. Chúng ta sẽ đến với vòng chơi đầu tiên ngay luôn nha. Cả hai đội đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vòng chơi đầu tiên sẽ có tên gọi là Cười Lên Nào. Đến với vòng chơi này, Khoa xin được phổ biến luật chơi rất đơn giản. Mỗi đội sẽ đi cùng với một anh camera, chọn 4 bạn khán giả ở đội đối thủ. Và nhiệm vụ của chúng ta là trong vòng 90 giây sẽ làm sao chọc cho các bạn khán giả đó cười. Và mỗi bạn khán giả đó cười sẽ là 1 điểm. Mọi người đã hiểu luật chơi chứ ạ? Hiểu rồi. Bây giờ để phân định ai sẽ là người chơi trước, Khoa xin phép hai đội trưởng bước lại một bước. Mình sẽ cùng bốc thăm nha. Ủa không, như vậy anh tự tay đây. Khoa sẽ bốc thăm, đợi tí. Good ha. Ở đây có hai cái thăm, một ngắn một dài. Nếu mà ai bốc trúng cái dài sẽ thi trước. Xin mời. Chị lấy cây thẳng, Phụng lấy cây cong đi. Chị chọn cái này đúng không? Cái này. Rồi, chắc chưa? Chắc. Rồi, chị rút ra đi. What à? Úi dài, dài dữ à. Đố chị đó là ngắn hay dài? Ngắn. Cái này là dài nè. Cái này là ngắn nè. Chắc không? Chắc. 1, 2, 3. Em rút cái này cho. Em rút đi. Thế sao dài dữ vậy? Thôi hiểu luôn. Dữ. Vậy chúng ta đã biết đội nào thi trước. Cùng đến với Cười Lên Nào và phần thi đầu tiên của nhí nhảnh nhí nhảnh. Rồi, mời anh camera. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn 4 khán giả ở đội Gà Cồ. Mời nhí nhảnh nhí nhảnh. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Xong chưa? Xong. Xong đúng không? Mười chọn chưa? Xong chưa? Chị chọn mấy người rồi? Chị chọn hai người bên đây. Ủa dạ, nãy giờ không nói, ai biết tụi chị chọn hết. Trời ơi, chọn gì? Xong. Rồi, 90 giây dành cho nhí nhảnh nhí nhảnh. Bắt đầu. Xê ra Dung. Xê ra Dung. Quá nha, từ từ đi. Xê ra Dung. Được rồi, mà sức khỏe. Thôi chưa gì cười rồi, xong rồi. Thôi, mời người tiếp theo. Nói nghe nè, em có ái mộ chị không? Có không? Rồi, chị em cười rồi. Anh đã thấy được nụ cười đúng không? Rồi mời chị Mười, đến lượt của chị. Ngồi cười dữ lắm nha. Giờ có cười được không ta? Mím mím vậy hả? Sao mà chị ghiềm dữ vậy? Thường ghiềm nó hay nổ lắm á. Nổ kỳ lắm nha. Rồi, coi coi coi. Vui không? Không vui mà cười. Trời đất ơi. Đã hoàn thành rất sớm. Còn đến 39 giây. Nhưng mà nhí nhảnh nhí nhảnh đã hoàn thành xong. Yeah. Bây giờ chúng ta hãy trở về chỗ ngồi và cùng xem đội đối phương sẽ thi đấu ra sao nha. Xin mời đội Gà Cồ lên sàn đấu. Bây giờ sẽ là lượt lựa chọn 4 bạn khán giả từ đội nhí nhảnh nhí nhảnh. Xin mời Gà Cồ. Bên phải, bên phải
mà đọc cái gì vậy? Rồi Ngân. Rồi các anh á. Xong rồi. Rồi xong rồi. Xong luôn rồi á. Xong luôn rồi. Đã sẵn sàng. Sẵn sàng. Giây dành cho các cô. Bắt đầu. Anh đi trước. Trời ơi. Cưng. Vâng, đã bật cười. Rồi. Chúng ta cho chị con bé này coi nè. Cho mày cái này này lên về mày cắn nghe lên. Đi lắm không? Cắn không? Vũ cái gì vậy? Cắn rồi. Ôi, đến lượt vậy. Anh Tùng ơi. Có ai nói với em rằng em rất đẹp? Mà em đẹp ở chỗ nào đó? Chết rồi, gặp em khó rồi. À, đẹp rồi. Nhất là cái môi nè. Ôi, chết rồi, em gật đầu không à. Quên ghê đó. Nó có điểm điểm mấy cái mụn này nè. 46 giây. Đổi tài đấy. Hết chưa? 36 giây. Đổi tài. Ôi đó. Mừng quá. Hết giờ. Có vẻ gà cò không ngờ là đã bắt phải sự khó khăn rất nhiều ở các bạn khán giả từ đội nhí nhé nhảnh. Có nghĩa là sao biết không? Anh Tùng ảnh lớn tuổi rồi, anh không còn sự thu hút của anh trẻ tuổi nữa. Vậy? Thôi khi mà mình tự biết được điểm mạnh điểm yếu thì ông bà mình vẫn nói mà biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lửa nam là được rồi. Chị có làm cái động thái tinh thần gì khiến cho đội mình cứng như vậy không? Không có, chúng tôi chơi vui mà. Không có gì mà phải ràng buộc, không có gì mà ép buộc hết trơn. Có thể đó là một trong những cái tiêu chí của chương trình chúng tôi. Đó là luôn mong muốn đem đến những nụ cười sảng khoái nhất cho khán giả ngay tại trường quay cũng như đằng sau màn hình nhỏ. Dù sao thì Khoa cũng xin phép được công bố kết quả. Trong vòng thi vừa rồi, đội Nhí Nha Nhí Nhặn đã giành được điểm số tối đa là 4 điểm. Ít hơn 1 điểm là 3 điểm, chính là số điểm dành cho đội Gà Cô. Chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng thi tiếp theo các bạn nhé. Cùng đến với vòng thi tiếp theo có tên gọi Hành Động Vui Nhộn. Và ở vòng thi này, mỗi đội chúng ta sẽ chọn một khán giả ở đội đối thủ. Và đề tài mà chúng tôi đặt ra ở vòng thi này sẽ là những hành động rất ngộ nghĩnh ở trong phòng cấp cứu. Mỗi đội sẽ có 2 phút. Và chúng ta sẽ làm sao khiến cho khán giả đó bật cười. Một nụ cười sẽ là 1 điểm. Và cứ có mỗi nụ cười kéo dài và lâu, mỗi giây chúng ta lại được cộng thêm 1 điểm. Và trong phần thi này, Gaco sẽ là đội thi trước. Mời Nhí Nha Nhí Nhặn về chỗ ngồi. Gaco đã sẵn sàng chưa? Hãy tìm cho mình một đối thủ đi. Bây giờ mình làm cấp cứu nha. Anh làm bác sĩ, tôi là bệnh nhân nha. Tôi bệnh gì mà anh chữa ngược cho tôi nha. Mời khách mời được không? Khách mời đi. Ok. Mời em mời. Mời Hữu Bình. Em hả? Ừ. Được không? Không biết mà hên xui đi. Rồi. Và 2 phút dành cho Hồng Vy. Hành động vui nhộn của đội Gaco xin được phép bắt đầu. Bác sĩ ơi, tôi đau quá bác sĩ ơi. Cái gì? Bác sĩ ơi, tôi đau quá bác sĩ ơi. Đau gì? Dạ đau bụng. Bụng sao đau? Dạ bụng đau. Mà sao đau bụng? Dạ tại vì tôi đau bụng. Nhưng bụng sao đau? Dạ tại vì bụng tôi nó đau. À, bụng đau là coi như là đau bụng đúng không? Dạ. Rồi đau bụng dễ thôi, không có chuyện gì khó khăn hết trơn á. Rồi bây giờ đâu hả, hộng ra coi. Dạ tôi đau bụng. À, được khám răng. Nhưng mà tôi đau bụng. Nhưng mà nó khám răng bởi vì dây thần kinh của răng nó ảnh hưởng tới dây thần kinh của bụng. Dạ tại sao bác sĩ không khử trùng? Bây giờ khử trùng phải không? Dạ. À, muốn khử trùng thì khử trùng, có gì đâu, chuyện bình thường. Trời đất ơi, bác sĩ đang làm ba cái chuyện dữ lắm. Cái gì vậy? Thôi tôi bị về quá. Cái gì vậy má? Chứ ta khử trùng, bây giờ ta khử trùng rồi bỏ đi về là sao? Dạ. Nằm xuống đi. Dạ. Đau bụng phải không? Dạ đau bụng. À, chết cho. Dạ, chết. Thì đau bụng chết ra chỗ đau bụng chứ làm gì? Dạ chết chỗ nào? Muốn chết đâu chết à? Dạ. Thích chỗ nào chết chỗ đó. Dạ. Bê qua bên kia. Đau bụng là phải chết. Dạ. Thường thường đau bụng là phải chết rồi. Dạ rồi. Chết, chết, chết là hết đau. Dạ chết chỗ này. Sợ chết phải không? Dạ. Không nghe, nếu mà sợ chết thì mổ. Mổ gì có đau bụng mà. Mổ lấy ra, lấy chỗ nào đau cắt bỏ. Dạ. Đơn giản thôi. Dạ, thôi thôi bác sĩ cho thuốc uống đi bác sĩ ơi. Thôi bác sĩ cho thuốc uống rồi bác sĩ ơi, tôi không dám mổ đâu. Sợ phải không? Dạ. Sợ lấy thuốc uống phải không? Dạ thuốc uống. Tylenol. Dạ. 10 thùng. Dạ. Hết chưa?
Có vẻ như ở phòng cấp cứu này bác sĩ đang rất khó khăn với lại căn bệnh đau bụng. Không biết là anh Hữu Bình cảm giác là bệnh nhân này có còn chữa được không? Còn chữa được đúng không? Còn chữa được. Bệnh nhân này không có lý do gì để phải chữa. May ra chỉ có bác sĩ. Đúng rồi, bác sĩ mới cần phải chữa. Thôi mời bác sĩ lên để bệnh nhân chữa lại cho bác sĩ. Dù sao thì cũng cảm ơn anh Hữu Bình rất là nhiều. Xin mời phần quà lưu niệm của chương trình. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin mời anh về lại chỗ. Xin mời gà cò trở về chỗ ngồi để chứng kiến phần thi tiếp theo của đội Nhí Nha Nhí Ảnh. Bây giờ xin phép chị hãy chọn đội đi. Tôi thì tôi thích trai đẹp. Chị háo sắc quá, đứng đây mà đá làm nheo bên kia, chọn ai vậy? Đó, đá lại đây kìa. Không, chị không chọn em. Thôi, sau lưng em. Chị nói chị thích chọn trai đẹp. Trai đẹp, em không phải trai đẹp, người kia kìa. Chị mời em. Phú Quý. Ghê quá. Mời Phú Quý xuống đây. Trời ơi. Hãy chuẩn bị tinh thần dành cho phòng cấp cứu này. Rồi. 2 phút dành cho phòng khám bệnh của đội Nhí Nha Nhí Ảnh xin được phép bắt đầu. Cốc cốc cốc, có bác sĩ nhà không? Trời, nghe sao? Trời đất ơi. Sao mượn tôi tiền tôi hả? Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, con có bác sĩ ơi. Con có bác sĩ ơi. Lịch sự ha. Vô chữa bệnh viện là phải im lặng. Không có cấp cứu nè, chứ nghe điện thoại vậy hoài chồng em chết đó bác sĩ ơi. Ngồi đây rồi, đi. Rồi, đi vô. Leo lên. Ừ, nói đi. Nằm xuống. Vậy đó hả, mày cua bộ rồi vậy hả? Bác sĩ ơi, lại cứu giùm chồng em đi. Mấy gáy giùm chứ. Ngồi nghe điện thoại hoài và chết chồng em đó. Không mấy là làm cái giấy được chuyển em qua bệnh viện khác đi. À, quên. Chờ chút xíu đi, đừng có rên nữa, chờ chút xíu nè, đi. Nè, cầm đi làm vệ sinh. Gì? Đưa chồng đi. Em khám bệnh mà, tự nhiên kêu em ra ngoài giường, em cắt cỏ vậy đâu có được bác sĩ. Chồng đi làm vệ sinh đi. Không có được, bây giờ chồng em đang bệnh nè, bây giờ nè, em nói bác sĩ nghe, bây giờ chồng em gấp lắm rồi, bây giờ bác sĩ bỏ cái điện thoại xuống đi. Bác sĩ giúp cứu người đi, ta nói là... Đang có người, nhiều chuyện quá, ta nói có người rồi mà. Sao mày nhiều chuyện vậy? Ta đang nói chuyện với bệnh nhân nè. Biết cấp điện thoại đi nói hoài bực cỡ sức rồi. Bệnh gì nói đi. Tao nói lương y như từ mẫu, bây giờ bệnh tới đây rồi bác sĩ không có chịu giúp. Xin lỗi chị mà. Cái bệnh viện này nè, trời ơi, một ngày biết bao nhiêu người đem vô. Dạ. Người ta còn đau nhiều hơn chồng chị, người ta sắp chết kìa. Dạ thì cũng chị, chị chồng chị chưa có làm cái gì mà chị làm thế ghê vậy. Tôi biểu chị cầm cái này đi đưa chồng chị đi làm vệ sinh đi. Còn chị đi đóng tiền vô phòng xem cho tôi. Ông bệnh dữ đi lắm. Thẳng nè, chị đi thẳng nè, gặp hàng la số 2 quẹo trái, gặp hàng la số 3 quẹo phải, đi chừng 2 cây số nữa thì gặp cái phòng mà siêu âm, nó vô đó đóng tiền rồi siêu âm đi. Siêu âm đi, đưa cái giấy tiền đây rồi tôi mới khám. Trời, đó cái việc đầu tiên, đâu phải người ta làm mà thở không khí đâu, phải có tiền, thấy chưa? Cái gì vậy? Khám giùm luôn cho chồng tôi đi. Rồi, nè, đưa hết đồ này đi. Bây giờ sao, bệnh gì? Cái gì? Cái người này lì thấy sợ tôi biểu cầm cái này nè, đưa chồng đi làm vệ sinh. Dạ, rồi chứ đây tao dạ, mới làm. Dạ, em bác sĩ. Trời đất ơi, bác sĩ có bị khùng không? Cái gì? Chồng đang bệnh. Hết chưa? Xin mời ông Quý xuống đây. Phòng cấp cứu này nó loạn lắm, rối lung tung beng á. Bác sĩ thì lo cái gì, tám mà tám gì lum la. Còn bệnh nhân sao? Bệnh nhân không có cách nào để mà ngắt được cái cuộc điện thoại của bác sĩ đúng không? Nhưng mà cái trường hợp này á, chị không phải là bác sĩ mà chị là chỉ là hộ lý thôi. À, ý của chị ở đây là chị đang hóa thân vào vai trò hộ lý chứ không có bác sĩ nào mà nhẫn tâm như vậy đâu. Rồi, thế thì bệnh nhân Phú Quý cảm nhận như thế nào về cái phòng cấp cứu rối loạn này? Có lẽ là phòng cấp cứu này là phòng cấp cứu tận tâm nhất mà em được tới. tận tâm. Vâng, xin phép được một phần quà dành cho đội Phú Quý từ chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý rất nhiều, mời quý về chỗ. Và bây giờ sẽ là phần tổng kết điểm dành cho cả hai đội các bạn nhé. Xin mời gà cò trở lại. Và sau đây con xin phép được công bố kết quả của vòng thi vừa rồi. Đội gà cò có một con số điểm rất đẹp, 33. Ghê nha, số 33. Có tự tin không? Tự tin chứ. Tự tin đúng không? 36 đấy là số 33. Vâng, hãy khoan mừng vội, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay cho cả hai đội rất tận tình trong phần thi vừa rồi được không ạ? Và cùng nhau chúng ta đến ngay đến vòng thi tiếp theo. Chào đón các bạn trở lại với vòng thi có tên gọi Thử Tài Lòng Tiếng. Và ở vòng thi này, mỗi đội nhiệm vụ rất đơn giản là sẽ
mời một bạn khán giả ở đội đối phương xuống đây và cùng nhau chúng ta sẽ xem một đoạn phim từ một bộ phim gốc trong một phút hoặc là một phút rưỡi. Việc của chúng ta đó là làm sao thử tài lồng tiếng vào đó khiến cho người bạn đứng cùng mình bật cười. Và mỗi tiếng cười như vậy sẽ tính là một điểm. Cứ càng cười lâu cười dài, thêm một giây cũng lại là một điểm thôi các bạn. Bây giờ sẽ là phần thi trước của đội nhí nhà nhí nhảnh. À, rồi. Xin mời đội gà cồ trở về chỗ ngồi của mình. Mời nhí nhà nhí nhảnh chúng ta tìm một đối thủ nào đó có thể đem lại nhiều số cho mình. Tìm ai? Đây, bạn này đi, áo sọc nè. Nó cũng trai đẹp mà. Ờ, trai đẹp nữa ra đây. Không. Tôi mê trai đẹp quá. Trai đẹp. Nhí nhà nhí nhảnh đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Phần thi lòng tiếng của mình xin được phép bắt đầu. Trời ơi, đừng nói bả tới nha trời. Chết tôi à. Trời ơi, bả thiệt hả trời. Trốn ở đây á hả, tưởng không ai tìm ra trời. Phải không? Chị. Nằm thoải mái đi. Nằm thoải mái đi. Đừng có làm, chị đừng có làm như vậy nha chị. Chị là bạn của mẹ tôi mà chị. Đừng có che chắn cái mắt cỡ gì, có ai đâu mà biết. Mẹ tôi mà thấy được là kỳ lắm. Bỏ tay ra. Trời ơi, mới ăn bún mắm phải không? Hôi quá, không được, không được. Đàn bà mấy chị là ăn ốc bỏ vỏ dữ lắm. Không được, đừng có đụng vô người tôi sợ lắm. Đâu có lại chị, không được. Mẹ tôi mà thấy là kỳ lắm chị. Chị, đừng như vậy mà. Nè, đừng sợ luôn. Rồi, coi chừng té. Té rồi. Ôi, để biểu coi chừng mà để cho té gì đó hà. Thoải mái đi. Không có mê gái chị ơi. Nằm đó mà suy nghĩ lại coi. Có làm gì có lỗi với tôi không hả? Hả, có lỗi thì làm gì đi. Sao? Móc tiền trả cho tôi đi. Tôi đâu có thiếu chị tiền gì. Trả là tôi em thấy sao về đoạn lòng tiếng vừa rồi của đội nhí nhảnh nhí nhảnh? Dạ, đoạn lòng tiếng rất là vui ạ. À, vui là được rồi đúng không? Dạ. Còn bây giờ thì một phần quà lưu niệm từ chương trình dành cho bạn Vĩ. Cảm ơn Vĩ, mời em về chỗ. Mời em về chỗ, cảm ơn em. Cảm ơn em. Chị có cảm thấy hài lòng với phần vừa rồi của đội mình không? Chị rất thích. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát thử xem gà cồ có làm được tốt hơn vậy hay không nha. Dạ. Xin mời mình về chỗ. Dạ. Mời gà cồ xuống đây. Có vẻ là đội gà cồ đang sẵn sàng, tinh thần đã phấn chấn. Vậy thì còn chờ gì nữa, mình hãy chọn cho mình một đối thủ đi nè. Để chọn nha, giờ chọn nữ đi. Em xuống đây. Hồi nãy em nhớ không? Nhớ không? Vy xuống đây nha. Bạn Tùng nhớ không? Không cười nhớ không? Đó. Lần này chị chọn chứ bạn Tùng chọn nha cơm. Bây giờ gà cồ có vẻ là sẵn sàng cùng với Vy. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Bắt đầu. Nhớ anh nhiều lắm, ước chi mình coi nhau. Người yêu em ơi, anh muốn cùng em để câu chung thi hay không thay đôi. Thì dần suốt con đường trên. Úi da, cái thằng nào con nào đá tao vậy? Hả? Ê, dạ, xin lỗi nha, con người nó thắng không được. Đẹp trai quá, không sao, em không có sao hết. Đưa tay đèn đỡ lên cửa. Thôi, không được đâu. Má em nói là nam nữ thọ thọ đứt dây thông đó. Ê, dạ, đừng có manh động cái chừng té là gọng đó. Đưa tay đây. Nắm tay thôi à. Anh tự giới thiệu, anh là Tồi Húng mà bạn bè thường gọi là Tùng Hói. Dạ, em chào anh, em không biết đâu thân. Anh muốn cưới em làm vợ. Con hả? Nhỏ là của ta, của thằng mắt dịch. Lấy em à? Đúng. Ủa vậy. Anh có đi tập gym không mà đòi lấy em vậy? Không. Không tập gym cái gì? Vậy thì có học sòn không? Không. Học sòn anh cũng không có nè. Vậy có xe lít xịt không? Không. Lít xịt cũng không có nè. Ít ra anh phải có nhà mặt phố, còn bố làm to thì mới lấy được em chứ. Đối với anh mấy chuyện đó không quan trọng. Anh biết đời, em biết ca. Mình phối hợp lại, mình sẽ trở thành một cặp đôi hoàn chỉnh. Em ca, anh cầm đơn, rồi chúng ta sẽ làm gì sống? Trời đất ơi, thời buổi này, em ca anh cầm đơn, rồi làm gì sống hả ngựa? Đi ăn xin đó má. Ú đà. Em chỉ muốn ăn xin đâu nha. Mày đúng là con ngựa sàm xí lú. Có nghĩa là bây giờ anh đi ra ngoài tiệm thuốc tây, anh mua thuốc ngủ đi. Rồi anh về nhà anh nằm mơ giữa ban ngày đó. Anh cũng mơ thấy tôi đâu. Hứ, nghèo mà ham. Đúng là hai người điên, bye bye con khùng. Một phần lòng tiếng có vẻ rất trơn tru. Vy thấy sao? Dạ, em cũng thấy bất ngờ, thấy hai anh chị lòng tiếng rất là khớp với lại hai xích tẹo nữa. Cảm ơn Vy rất nhiều và sau đây sẽ là một phần quà từ chương trình. Cảm ơn em, mời Vy về chỗ ngồi. Và xin mời nhí nhảnh xuống đây để Hoa được công bố số điểm của mọi đội nha. Mọi người đã hình dung ra được mình có bao nhiêu điểm chưa?
Nói chung là cho nhiều cho. Và xin phép được công bố ngay luôn, ở phần thi này thì đội Nhí Nhà Nhí Nhảnh đã được 45 điểm. Đặt tay nè. Còn đội Nhà Cô chúng ta có 33 điểm. Mình cứ tưởng là mình cao hơn cái chứ. Không có đâu. Trơn tru chưa chắc là đem lại nụ cười. Đôi khi vấp váp một tí thì lại khán giả họ lại bật cười thì sao, đúng không nào? À, như vậy thì phần thắng ở phần thi này đã nghiêng về đội Nhà Cô. Chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thi tiếp theo các bạn nhé. Cùng đến với phần thi có tên gọi Tùy Cơ Ứng Biến. Và ở vòng thi này, Khoa xin phép được thể lệ luật chơi như sau. Mỗi đội vẫn như thường lệ chọn một khán giả ở đội đối phương. Và chúng ta sẽ có 5 phút để diễn ra một tiểu phẩm ngắn cùng với những đạo cụ mà chương trình chúng tôi cung cấp. Mỗi vòng thì sẽ có một chủ đề khác nhau. Và chủ đề ngày hôm nay chương trình được đặt ra đó là lớp học. Lớp học à. Mọi người đã có ý tưởng gì trong đầu về lớp học chưa? Chưa có. Hãy chuẩn bị đi làm vừa. Và ở phần thi này có thêm một điều nữa là chúng ta có thể nhờ khán giả của đội mình hỗ trợ cho phần tiểu phẩm này. Bây giờ Gà Cò sẽ trở về với lại chỗ ngồi của mình để xem Nhí Nhà Nhí Nhảnh lựa chọn bạn khán giả từ đội của Gà Cò. Trai thành mà gái mình Nhí Nhà Nhảnh mà. Nam thanh nữ tú, trời đất ơi, trời ơi. Đi chọn mà làm cái gì vậy? Yeah. Em tên gì? Linh hả? Linh ra đây. Linh ra đây. Vâng, mời Linh xuống đây ạ. À. Cái mặt Linh dễ cười, thấy thương quá. Em có biết em cười em rất đẹp không Linh? Vâng, bối cảnh ngày hôm nay đặt ra chủ đề đang là lớp học. Và không biết trong cái lớp học này nó sẽ có bao nhiêu sự nhiễu nhương này xảy ra. Và cùng đến với phần thi đầu tiên của đội Nhí Nhà Nhí Nhảnh. Tới giờ học rồi các em ơi, vô lớp đi. Cô sẽ tự giới thiệu, cô là bảo mẫu của lớp mẫu giáo. Cô rất thương yêu thiếu nhi, cô rất thương yêu các con. Các con ngoan nha. Cô bé Mười. Dạ. Tại sao bữa nào cô đi trễ là sao? Hả? Ngủ. Trời ơi, ngủ. Vô biểu, vô đi. Cô nói chuyện đi. Vô biểu rồi đánh hả? Vô đây tôi biểu. Trời ơi, cái tôi dặn bao nhiêu lần rồi. Cái ba lô là phải đeo sau lưng, lúc nào cũng cầm là sao? Hả? Vô đây biểu, vô đây biểu. Đeo vô lưng vậy rồi nó đèn, vậy thở không được. Đeo vô lưng cái này, đeo vô ngực. Cái nè, tôi biểu, tôi nói thiệt nha. Trong lớp mình đó, một mình em đó là bằng 40 đứa khác. Bỏ đồ đây, rồi đem gì theo đó, bữa nay đem gì? Má người ta đưa yến mà ăn. Yến gì? Yến chưng. Trời ơi, con đích mà ăn bộ yến, cái này để cô ăn. Trời đất ơi. Con đích mà đặt ăn bộ yến. Ăn cho đẹp da. Đẹp hả? Đẹp cái cãi nè nè. Con đích lúc nào cũng cãi trơn á trời á. Nè má ở nhà không có đánh nha. Đừng nghĩ cô giáo đánh nha. Về mét má nha. Ê, thách. Về nói đi, về mét với má đi, là sẽ chết, hiểu chưa? Hiểu chưa? Về nhà có nói tôi ngắt không? Có nói hay không? Nói là... Gì này biết chưa? Biết chưa? Vô biểu, vô biểu. Lì thấy sợ. Uống nước cho tôi. Uống. Nước nấu chưa? Uống. Hút thở cho tôi. Hút thở cho tôi. Hút thở cho tôi. Học sinh quay chơi vậy đó. Ai đánh rồi nào? Vô viên, tao tịch thu à. Trời ơi, tôi quay hết trơn rồi nha bà nội. Đánh mà còn lên gối vậy nữa này. Học sinh nào chịu nổi. Đâu có, tập thể dục không. Ê, nói nghe nè. Quay quay làm gì vô 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 chị nói gì. Em là học sinh ở lớp nào? Không học sinh lớp nào hết á. Mày không học sinh lớp nào mà vô đây làm chi? Ở gần sát bên à, nghe ầm bên đây lấy máy ra quay chơi vậy đó. Mày thì nhỏ, mày đặt lóc cá mày. Được cái máy đi, xóa liền cho chú, tao. Chú qua bóp cổ con ơi chú. Phải không, bóp cổ nữa không? Tôi quay ở đây hết trơn rồi. Mày con nít tao cũng bóp cổ, mày đừng có nói bóp cổ nó. Bà mấy tuổi mà bà nói tôi con nít? Ê, tao 30 tuổi được không? 37 tuổi nè. Ê, cô giáo nhỏ hơn tao quê. Ê. Xóa liền cái clip đó. Mày đưa lên YouTube chơi, còn
tạm thời gửi công an. Ê chị không muốn đổi tiếng. Xóa đi em, xóa đi em. Quay lại hả? Xóa đi, quay lại đi, quay lại. Quay lại chị đi. Bé ơi. À chị lụm nè. Dễ thương quá. Clip này dễ thương nè. Ừ đó. Tôi là bảo mẫu, tôi rất yêu thương thiếu nhi, rất lo lắng cho thiếu nhi. Đó, lụm lên cho học trò đi. Cô giáo dễ thương nè đó. Cô giáo ở đây ngoan đó. Ờ, cô giáo thương 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 học trò lắm. Rồi. Quay phim hả cô? Ờ đó. Nè. Xóa clip trước nha. Gửi cái clip này nè, dễ thương. Gửi clip này hả? Ừ. Không dám đâu, tôi gửi cái clip kia nó chở clip này. Trời ơi, okay. Mày quen quá, mày dám gửi cái này tao giúp. À bây giờ bà bóp cổ tôi quay thêm cái clip này nữa là ba cái clip đó. Bà tính Bảo mẫu này có vẻ có hai khuôn mặt khác nhau giữa việc quay video clip và không quay video clip. Với sự hỗ trợ rất đắc lực. Cảm ơn anh rất nhiều. Okay. Anh vạch trần bộ mặt của cô giáo. Yes. Cảm ơn anh. Linh ngồi coi tiếp. Linh ơi, em qua đây. Em nghĩ là nếu là em thì em có dám vô học lớp của cô giáo này không? Chắc là không ạ. À. Và xin mời một phần quà lưu niệm của chương trình dành cho bạn Linh. Cảm ơn em. Mời em về chỗ ngồi. Bây giờ thì cùng trở về chỗ ngồi để quan sát phần thi của đội đối phương sẽ như thế nào nha. Dạ. Anh có cảm thấy là hồi hộp và căng thẳng sau phần thi vừa rồi của Nhí Nhảy Nhí Nhảnh không? Em nghĩ là mình sẽ phải cố hết sức. Phải cố hết sức. Bây giờ sẽ đến phiên đội anh lựa chọn một người nào đó từ đội của Nhí Nhảy Nhí Nhảnh. Anh chọn đi, nhưng mà em nói rồi nghe, anh không còn sức thu hút với khán giả nữ nữa. Em yêu cầu anh phải chọn nam. Chọn nam phải không? Ok. Mà thấy là có đẹp cần phải trai đẹp không? Cũng cần cần chút đỉnh. Đẹp quá rồi, được rồi, được không? Quá đẹp rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội Gaco. Chào các em. Ủa, các bạn giữ lớp đó hả? Thôi. Lớp rồi, không cần nắm chú nữa, nhả nắm chú ra. Cái này. Nhả nắm chú ra, tới giờ học rồi. Rồi, ra đây chuẩn bị học nè. Bây giờ bắt đầu mình học hay chưa? Để cặp táp xuống. Dạ. Bắt đầu dạy học. Dạ. Đâu rồi? Đâu rồi? Là đâu? Cô kiếm cái gì? Kiếm em. Dạ, em đứng bên tay phải cô. Xin lỗi nha, lộn em. Rồi bây giờ bắt đầu người ta dạy học nha. Cô đã dạy cho em lịch sử và địa lý rồi chứ gì. Dạ. Bây giờ cô ôn lại thôi. Bây giờ em nhớ, cô đã dạy em rồi. Nước nào là nước lạnh nhất thế giới? Dạ, nước đá. Tại sao lại là nước đá? Cô không tin, cô lấy cái tay cô đút vô cây nước đá coi nó có lạnh không hả cô? Trời ơi, em hư quá. Nước lạnh nhất thế giới là nước Bắc Cực, nhớ chưa? À, dạ cô, con biết rồi cô. Cô dạy em năm châu bốn bể. Dạ. Bây giờ em kể cho cô năm châu nghe, gồm gồm có châu gì và châu gì? Dạ, đầu tiên là châu Âu. Giỏi. Châu Mỹ. Giỏi. Châu Phi. Giỏi. Châu Úc. Giỏi. Châu Đốc. Châu Đốc nè. Thì không phải châu Đốc gì là châu bò. Sao lại là châu bò? Tại vì mỗi lần ở nhà mà em lì đó má em nói là mày lì quá cho mày ra ở với châu bò. Trời ơi em ơi. Dạ cái gì coi như khó quá bỏ qua đi cô. Em không mà sao cái gì khó quá bỏ qua, em đâu rồi? Dạ em đang đứng bên tay phải của cô. Trời ơi bực ghê gì đó. Bây giờ cô dạy em một lần nữa mà nếu không được là cô bỏ lớp đó nghe chưa? Dạ con biết rồi. Bây giờ tới giờ toán nè. Dạ. Giơ năm ngón tay ra. Năm ngón tay nào? Bàn tay có mấy ngón? Dạ bàn tay năm ngón. Giỏi. Bàn tay bên kia có mấy ngón? Dạ năm ngón luôn. Hai bàn tay em có tất cả là mấy ngón? Dạ 10 ngón. Nhớ không? Dạ nhớ. Để tay vô túi quần. Nhớ chưa? Dạ, rồi bây giờ em đếm nhẩm đi, em không có để tay ra cho người ta thấy nữa. Vậy cô đố em, hai bàn tay trong túi quần của em có mấy ngón? Dạ thưa cô, dạ 11 ngón. Không phải rồi, trò nói bậy, em đừng có vỗ tay. Nói lại, hai bàn tay trong túi quần của em có mấy ngón? Nói lại, mấy ngón? Dạ con đếm rõ ràng rồi là nói 11 ngón. Em đừng có nói bậy, có mấy ngón? Con đâu có nói bậy đâu cô, con đừng có nghĩ bậy, con đếm 11 ngón thiệt mà. Vậy thì em giải thích cho người ta biết đi, cái số 11 là cái gì, ở đâu ra? Dạ, số 11 là cái gì? Cái kẹo của con, bỏ trong túi đi, con ăn giờ ra chơi với cô à. Bỏ kẹo ra đi. Thôi được rồi, bây giờ tới giờ ca nè. Giận ghê vậy đó. Bây giờ cô dạy em ca bài Bắc Kim Khang nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi bắt chị có ca nè, 2, 3. Bắc Kim Khang cà ri nấu đậu, cốt qua kẹo là kẹo ăn bột. Trời ơi. Chúa
cậu à rồi chết á. Chú Ban thôi nghỉ coi như lát này con nghỉ con không dạy học nữa, con bỏ con về cho em vừa lắm. Con nghĩ con không dạy con nữa coi như là con mất dạy rồi đó cô ơi. Một lớp học vui nhộn, đặc biệt với cây kẹo này. Ơ, cây kẹo rồi, cho em tìm cây kẹo. Ủa, đây nè. À, đó, cho em mượn cây kẹo. Rồi, ok, cái này của em. Mời bạn Duy lên đây. Bạn nghĩ sao với lại cái số 11 đó, nó có gây tò mò gì của bạn không? Không, em cũng thích cái ngón tay thứ 11 á, anh có thể cho em được không? Ok, mình sẽ làm cái ngón số 11. Kèm với đó sẽ là một phần quà lưu niệm từ chương trình dành cho bạn Duy. Cảm ơn Duy, mời Duy về chỗ ngồi. Và chúng ta sẽ mời đội nhí nhảnh lên đây để cùng công bố kết quả của vòng chơi này. Vâng, công bằng mà nói thì ở phần tùy cơ ứng biến vừa rồi, cả hai đội đã có cho mình một phần thi rất xuất sắc. Và cá nhân Khoa thì Khoa xin phép được công bố số điểm sau, nhưng Khoa được đặt câu hỏi trước. Đó là ở đội của Gà Cồ, mình cảm thấy là phần thi của đối phương phần nào là mình cảm thấy happy nhất? Dĩ nhiên cái phần thi của bên bạn đối phương á, được một cái là thực tế hiện bây giờ là có những cái tình trạng như vậy, cho nên ở đây là một cái chủ đề cũng rất là hấp dẫn, thực tế nóng bỏng hơn. Còn ở phần thi của đội Gà Cồ, điều gì khiến cho đội nhí nhảnh cảm thấy tâm đắc nhất? Tâm đắc nhất là số 11. 11 quá ta. Con nít nó ngây thơ, muốn nói gì nói. Đúng chỉ rồi. Chỉ có người lớn người ta nghĩ vậy thôi. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Cho phần thi vừa rồi. Sau đây Khoa xin phép được công bố điểm của mỗi đội thi. Đội Gà Cồ đạt được số điểm khá cao, 45 điểm. Wow. Yeah. Tinh thần có vẻ lên cao đúng không? Chị nghĩ là đội nhí nhảnh nhận được bao nhiêu điểm? Cao hơn mình hay thấp hơn? Cao hơn. Cao hơn á? Cao hơn. Chính xác. Đội bạn được 40 điểm. Là thắng. Người ta nói vậy mà. Và phần chiến thắng ở phần thi này dành về đội Gà Cồ. Chúng ta hãy cùng đến với phần thi tiếp theo có tên gọi Hỏi Khó Đáp Nhanh. Thế lệ của vòng thi này rất đơn giản, chúng ta sẽ mời một người ở đội bạn xuống đây để đọc những câu hỏi rất hóc búa từ chương trình đặt ra. Dạ. Và nhiệm vụ của mỗi đội đó là trả lời những câu hỏi thật sự dí dỏm, khiến cho người đọc câu hỏi bật cười thì sẽ kiếm được số điểm là 1 điểm. Và nếu cười lâu cười dài, 1 giây như vậy sẽ được tính thêm là 1 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi đầu tiên của đội Gà Cồ. Đội Gà Cồ đã sẵn sàng cho phần thi Hỏi Khó Đáp Nhanh của mình chưa nào? Sẵn sàng. Vậy thì bây giờ hãy chọn lựa người sẽ đọc câu hỏi cho mình nha. Mình chọn Hữu Bình lên luôn đi. Yes. Mình rất có duyên với mình. Ok, xin mời Hữu Bình. Đây là câu hỏi của Hữu Bình. Xin mời Hữu Bình lên đây. Lượt chơi của chúng ta sẽ gồm có 2 phút, hoặc là trả lời xong hết câu hỏi trước 2 phút cũng được. Phần chơi của đội Gà Cồ xin phép bắt đầu. Bánh chưng có từ bao giờ? Có từ thời Hùng Vương. Hùng Vương đúng rồi. Tính theo mùa thì có từ giáp Tết, tính theo ngày thì có tại hàng hòa sáng lúc 5 giờ. Câu thứ hai, tại sao mùa lạnh người ta lại gọi là mùa đông? Là tại vì nước đá đông thì nó lạnh. Mùa đông là nó lạnh. Vào mùa lạnh mà nằm đông người thì sẽ ấm. Câu thứ ba, thế sao mùa nóng người ta gọi là mùa hè? Thì ra ngoài hè nằm thành ra gọi là mùa hè. Chính xác. Đúng rồi. Đúng. Câu thứ tư, đàn ông độc thân và đàn ông có vợ ai hiểu phụ nữ hơn? Đàn ông có vợ hiểu phụ nữ hơn. Đàn ông độc thân. Sao vậy? Nếu không thì họ đã cưới vợ. Phải có câu đó nữa chứ hả? Cảm ơn Khoa. Câu thứ năm, sâu gì không dùng thuốc trừ sâu diệt được? Sâu sắc. Sâu ai biết? Sâu gì? Sâu răng. Đúng, sâu răng. Cái này là nhờ nhanh. Câu số 6, vì sao nước biển lại mặn? Tại vì nó muối. Nó có muối chứ còn gì nữa. Tại vì nó là nước biển. Rồi, để cá không bị ngư.
câu thứ 7, mấy hạt gạo thành hạt cơm. Hết giờ. Nhưng không sao, vẫn tiếp tục đọc câu hỏi của mình. Trong trường hợp này mọi người sẽ trả lời như thế nào? Sao? Mấy hạt gạo thành hạt cơm. Một hạt gạo thành hạt cơm. Một đống hạt gạo thành hạt cơm. Sai, chín hạt gạo thành hạt cơm. Phải nấu gạo chín lên thành cơm phải không? Rất cảm ơn phần đọc câu hỏi của anh Hữu Bình. Tôi đọc tôi xin một phần quà lưu niệm dành cho anh Hữu Bình. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của đội Nhí Nhanh Nhí Nhảnh. Mời đội Gà Cồ về chỗ ngồi. Những câu hỏi vừa rồi của đội Gà Cồ có vẻ rất khóc búa. Chị có kỳ vọng là câu hỏi của mình nó sẽ dễ hơn không? Hơn xui. Hơn xui đúng không? Vậy thì bây giờ tìm người đọc câu hỏi cho mình đi nha. Nãy giờ chị tìm không, bây giờ để cho mười tìm đi. Tìm người đọc câu hỏi hả? Thì thôi giờ em tôn trọng ý kiến chị, kiếm trai đẹp đi. Ờ, trai đẹp chứ mời trai đẹp. Trai đẹp, trai đẹp. Phú quý. Đó. Đã sẵn sàng. Rồi, sẵn sàng. 2 phút dành cho đội Nhí Nhanh Nhí Nhảnh. Bắt đầu. Vì sao trứng gà nở ra cùng một lúc? Nó ấp 30 ngày thì nở ra cùng lúc. Tại vì mẹ gà không rảnh để chờ nó đi ăn. Câu số 2. Môn gì càng thắng càng thua? Môn gì càng thắng càng thua? Đuôi xe đạp. Chính xác. Lạc đà trữ nước như thế nào? Lạc đà trữ nước bỏ trong cái bú á. Cái bú trước lạc đà đó. Cái bú. Sai. Tùy ông chủ của nó. Câu thứ 4. Vì sao con ruồi nó bay có tiếng nhưng mà con bướm nó lại không có tiếng? Tại vì con ruồi nó nhỏ, cái cánh nó dễ nghe hơn con bướm. Không phải. Tại nó muốn có tiếng là có. Câu thứ 5. Ống kính máy ảnh hình tròn tại sao cho ra ảnh vuông? Thì khi mình rửa nó ra vuông thì mình ra vuông chứ gì? Tùy con người, mình muốn làm cho nó vuông thì nó vuông, muốn làm cho hình con người làm. Thì mẹ tròn con vuông. Tại sao tàu ngầm lại có dạng hình thoi? Nó dễ chạy. Không phải. Phải. Em thấy sai, mẹ không biết trả lời. Trời, phải chưa suy nghĩ ra. Để cho cá mập tưởng là bạn không nên tấn công. À. Câu số 7. Vì sao chim bồ câu có thể quay đầu về dù đi xa hàng trăm cây số? Em nó thông minh. Thì nó quen. Quen được, ta nó ngựa quen dựng cổ. Vậy cái này là mình chim bồ câu thôi. Thì mình tưởng tượng thế. Dạ rồi, vì chim nó nhớ mẹ. Hết giờ. Thật đáng tiếc trong 2 phút các câu hỏi vẫn chưa được đọc xong. Không sao, em có quyền đọc tiếp. Ăn cá có thể phòng chống được cận thị à, tại sao? Cá, con mắt cá, mình ăn sáng mắt, tao nó giàu cá. Đáp án là tại vì mèo nó thích ăn cá mà chưa thấy con mèo nào nó đeo kiến cận hết. Trời ơi. Trời ơi, nhìn nó quá. Em cũng biết câu trả lời như thế nào. Em có cảm thấy là phục không? Phục. Đúng không? Hay. Ok. Vậy thì một phần quà dành cho người phục trong lòng mà chưa chắc là phục bên ngoài. Nhiều chút xíu đi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mời quý trở về chỗ ngồi. Và theo chị thì mình có cảm thấy những câu hỏi này quá khó. Đúng rồi. Đúng rồi. Không kịp suy nghĩ. Nó vừa đố mẹo mình, nó vừa đố lắc léo. Đúng rồi. Đúng. Nhưng không sao, chúng ta đang đo lường bằng nụ cười. Cho nên là Pha tin rằng là chúng ta vẫn có một số điểm nhất định tương đối. Và mời đội Gà Cồ trở xuống đây để chúng ta cùng tổng kết số điểm. Bây giờ khỏi đọc tổng kết, chị cũng biết, chị chúc mừng đội Gà Cồ rồi. Tại đội Gà Cồ nói được mấy câu đã trúng nè. Bắt trước, bắt ôi trước đúng đi. Nhưng mà người ta đo tiếng cười mà chị. Em thấy đội mình cái bạn nó cũng cười nhiều lắm á. Em chị cười nhiều hơn. Rồi hãy cứ tự tin mình về số điểm của mình trước đi. Trước khi công bố, hãy cứ tự tin. Kết quả có vẻ như là đang được dự đoán là khá chênh lệch. Nhưng không chênh lệch lắm đâu. Người đang có vẻ như là nắm lợi thế. Chị nghĩ là được bao nhiêu điểm? Chắc 40 điểm quá. Chính xác là Gà Cồ có 36 điểm. Và đội chị thì chị đoán thử coi có đúng không? Chắc 32 điểm. Ba mấy là chính xác. 35 điểm chính xác. Và phần thi vừa rồi đã kết thúc. Chúng ta đến ngay luôn với phần thi cuối cùng có tên gọi Không Cười Được Sao. Được sao? Một tên gọi đầy thử thách. Và ở vòng thi này, các bạn khán giả của đội đối phương sẽ do chính người đó lựa chọn, chứ không phải là đội mình chọn được nữa. Và 10 vị khán giả đó sẽ đem lại cho mình 100 điểm nếu như chúng ta làm cho 10 vị khán giả đó cười hết.
các bạn đã nắm được luật chưa ạ? Rồi nắm rồi. Nắm được luật thì chúng ta hãy cùng nhau tìm khán giả. 10 người. Đội Gà Cô đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng 2 phút dành cho đội Gà Cô. Bắt đầu. Làm đi, đúng. Trời ơi, thôi mở cái kiếm làm cái gì, nó diễn cho rồi đi. Cười nó cứng, cứng sợ. Cười rồi, 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 cười rồi. À, nè, để hút mụn cho nó đi, tao nghĩ mấy mụn quá. Chị hút mụn cho cưng nghe. Té dễ mụn em đây. Làm đi. Ai làm cũng được mà, đâu có gì đâu. Cái đổi mình chung mà. Tiếp tục. Cầm kẹo đi cưng. Đi, ngậm, giỏi, thương nè hả? Đang ngậm xong rồi, chứ không thì đứng ngoài đó. Cho em đứng tới mày luôn đó nha. Thí chủ ơi, thí chủ. Trời đất thủ anh kìa. Chết. Cái cười nó kìa. Bây giờ cười rồi. Cười mẹ nhỏ. Không cười hả? Không cười hả? Không cười. Thầy đi nghe. Không cười. Em, tôi chỉ chọn đâu cho. Trời ơi, nó đưa mặt cho tôi cạo thiệt ông nội ơi. Thầy đi nghe. Vâng, đã làm được trong một. Chưa hết 2 phút. Đội Gà Cô đã khiến cho 10 vị khán giả bật cười. Đã hoàn thành xong phần thi của mình. Cảm ơn rất nhiều đội Gà Cô. Bây giờ đến lượt thi của đội Nhí Nha, Nhí Nảnh. Hai phút dành cho đội Nhí Nha, Nhí Nảnh. Trời ơi, dở lên đi kiếm đội. Nhanh lên, đi làm nhẹ. Sợ chưa? Trời ơi, bà đi nhắc mà người ta cười rồi. Trời ơi, em có sợ chị không? Mười nhà ông vậy đấy, em tìm em đang lấy nè. Trời ơi, múa ba nó mà cười gì? Nhộn cười. Thôi em cười nhiều chị đi em. Em có massage không em? Giờ ở đây là chị đào chứ. Vậy vậy kỳ vậy đây anh. Làm xí mỹ sao không cười, không cười, khó lắm, bỏ qua đi. Đập bắp massage không em? Khác đi, bắp khác đi. Được rồi. Đập bắp massage không? Không cười hả? Ở nhà không có ai đó hả? Thả răng ra, nhổ răng chưa? Cái gì đây? Mất kia ra, chị tham mắt cho cưng. Hai người ra tấn công người vậy? Cho ta lên. Nhột luôn. Có không? Giờ bên đây lên coi. Trời đất coi. Giờ lên. Đi về, cười rồi đi về. Giờ lên. Chú giữ tay cao lên đi. Tạo con lũi giọng nội. Anh dịch đấu cha không anh? Không cười, không cười. Em sợ chị không? Chị sợ em đó, em không cười chị sợ em đó. Anh dịch đấu cha không chị? Ôi cái mặt lạnh lùng quá không anh? Mặt lạnh lùng. Chào em. Không cười à? Con vịt này nó ấy đâu đó. Cười không, cười không? Trời lì quá, không cười, trời ơi, không cười, không cười. Này không được, được. Trời ơi, cái mặt không cười, mặt không cười. Cái dòng mà gồng á, là nó hay bị nổ, hiểu không? Mình nó... Anh không cười, không cười chị ông ơi. Lì thiệt. Rất cứng rắn và kiên định với lập trường của đội mình. Chị nghĩ sao? Đây có phải là một trong những phần thi ngạc nhiên đối với chị không? Đúng. Trời ơi, anh ấy khó quá. Và xin mời đội Gà Cô trở lại đây để cùng Khoa công bố kết quả. Đã có một số bất ngờ thú vị xảy ra ở vòng thi cuối cùng. Đội Gà Cô đã giành được điểm số tuyệt đối là... Và ít hơn chỉ một thôi, nhưng đã làm được 9 khán giả và cười. Đội Nhí Nha, Nhí Nảnh vẫn có 90 điểm. Yeah. Một tràng vỗ tay. Và chính vì vậy cho nên ở đây là có xảy ra một kết quả rất bất ngờ. Đó là kết quả hòa. Là một kết quả hòa thưa các bạn. Dù sao thì cũng...
cũng đã cảm ơn những nghệ sĩ đã tham gia chương trình cũng như những khách mời đã đem lại những nụ cười sảng khoái dành cho những vị khán giả ngay tại trường quay cũng như đằng sau màn ánh nhỏ của chương trình Cười Là Thua. Hẹn gặp lại các bạn vào 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn.